Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Hiệp định Thương mại và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào nhằm phổ biến rộng rãi nội dung của hai hiệp định trên tới các doanh nghiệp của hai nước. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê An Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Công Thương cho biết, theo Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào, nhiều loại hàng hóa được tiếp cận với mức ưu đãi thuế quan đặc biệt 0% hoặc bằng một nửa với trên 95% các dòng thuế hàng hóa so với mức thuế trong ASEAN. Trong khi đó, với Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào, các doanh nghiệp hai nước cũng sẽ được hưởng ưu đãi riêng đặc biệt. Trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN đã hình thành với nhiều cơ hội và thách thức, nếu các doanh nghiệp hai nước nắm bắt được những lợi thế mà hai hiệp định này mang lại, sẽ góp phần tăng cường hoạt động thương mại song phương, đồng thời sẽ giúp cho cơ cấu các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước trở nên đa dạng hơn. Việc tổ chức hội nghị này chính là sự cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng và Chính phủ hai nước đối với việc hỗ trợ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Lào.